Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vào đúng ngày cá tháng tư, cộng đồng game thủ nói chung cũng như người hâm mộ virus nói riêng cảm thấy sốc khi nam streamer thông báo trên YouTube 4 triệu sub của mình đã chính thức bị xóa. Điều này khiến cho cư dân mạng bị chia thành hai luồng ý kiến, một bên thì cảm thấy bất ngờ và không nghĩ rằng một channel được gây dựng trong thời gian dài như thế làm sao có thể bị bay màu nhanh đến như vậy bên còn lại thì cho rằng đây chỉ là một trò lừa bịp được virus tung ra vào ngày nói dối. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì trên YouTube 4 triệu sub của virus vẫn chưa xuất hiện trở lại. Và không ít người tin rằng có lẽ nó đã bị bay màu thật. Đồng thời, virus cũng đã lập thêm 3 trên YouTube mới với mỗi kênh sẽ có một nội dung riêng. Mới đây, trên kênh virus Official, Nam streamer đã thú nhận sự thật tại sao trên YouTube của mình lại bay màu nhanh đến như vậy. Sự thật thì không phải do vi phạm bản quyền hay bất kỳ một lý do nào đến từ yếu tố khách quan cả mà là do chính virus đã tự tay xóa trên nờ Youtube của mình. Thực tế thì tớ xóa, tớ xóa rồi, Nam Streamer chia sẻ. Bởi vì, các bạn có thể trải nghiệm thử, đó là lập một kênh Youtube, bấm và thao tác như tớ xem nó có xóa không. Tớ cứ tưởng là bấm xong vài ngày sau nó mới xóa, nhưng không, bấm xóa xong nó xóa comment trước. Một tiếng hai tiếng sau nó xóa trên N bay tẹp. Bay luôn chứ nó không chờ đến một, hai ngày sau. Virus cũng cho rằng trên du YouTube của mình có thể khôi phục được nhưng nam streamer không làm thế. Anh cho rằng phải bỏ kênh cũ đi thì mới có động lực làm kênh mới và cũng không sử dụng kênh cũ để kéo trên N mới lên. Nam streamer cũng chia sẻ, nhờ vào sự việc này mới biết được ai quan tâm đến mình, ai ghét mình, nhưng mà vui như vậy sau rất nhiều những nghi vấn và ngờ vực thì cuối cùng tất cả đã có câu trả lời tại sao kênh youtube của virus lại ra đi nhanh chóng đến như vậy sự thật thì như virus đã chia sẻ không hề có cả tháng tư nào ở đây cả tuy nhiên cũng cần lưu ý một chi tiết mà virus đã nói ở trên đó chính là kênh youtube cũ hoàn toàn có thể được khôi phục vì vậy, nếu một ngày cư dân mạng nhìn thấy trên N4 triệu sức của virus quay trở lại thì có lẽ cũng không nên quá bất ngờ bởi vì nam streamer đã đón đầu ngay từ bây giờ rồi. Còn câu chuyện đó có thực sự xảy ra hay không thì hồi sau mới rõ được. Ảnh, Internet